Rồi mời mọi người ngắm Mỹ Hồng nhé. Bông Mỹ Hồng được xem là vua mẫu đơn hiện nay mọi người. Thì vô chậu như thế này thì cây rất là cứng cáp, rất là khỏe. Mọi người có nhu cầu đặt với số lượng lớn và chuyển bằng đường xe tải thì nên lấy cái loại này để cây nó về là mình có thể trồng ngay luôn ha. Mình đặt cho mình rồi tầm khoảng tháng hơn gì đó cây nó lên tượng cao cứng cáp rồi mình giao cho mọi người ha. Nó bắt đầu đi tượng nè mọi người. Mọi người muốn một thân một cốt thì mình lấy bớt tượng cho mọi người. Còn ai muốn chơi tàn á, thì mình để luôn những cái nhánh này ha. Vườn mình ở Bến Tre nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì có thể gọi cho mình ở số điện thoại 0917 072 138 nha. Bên kia là tím sen lá trung. Chào mọi người nhé.